có một tình yêu ảo nhưng đâu nào ngờ mình lỡ thương. Anh đã từng có những giọt nước mắt rớt sau màn hình khi lỡ vương. Anh đã từng có một hạnh phúc đẹp vun đắp dần say đến đổ vỡ. Anh đã từng có cảm giác yêu xa khi không được gặp đến khổ sở. Sau khoảng thời gian là người tình ảo khuất sau màn hình, mình là gì đây? Sau khoảng thời gian anh cố vun đắp, giờ nhận lại thất bại ghi tay. Yêu đến mức anh mù quáng nhưng không giờ buông cho dù chán. Quyết định lúc đầu anh biết không hợp dừng lại không thể cho dù ráng. Anh biết gần em có nhiều lựa chọn chắc gì yêu xa em cố gắng. Anh đoán được rằng cả hai đổ vỡ anh người thua cuộc trên phố vắng. Tất cả anh làm anh chưa hề giấu, dù cho phần lỗi anh vẫn nói. Còn cách địa lý mang nhiều trắc trở, anh còn nợ em việc giận lỗi. Còn nợ em cả tâm chân tình phía sau màn hình anh ước mi. Anh còn nợ em tiếng gọi vợ ơi nhưng rồi người cũng đã bước đi. Đâu ai mà giữ trọn vẹn niềm tin thực hiện đầy đủ điều vẫn hứa. Thì đối với anh là thế giới ảo nhưng đằng sau đó còn ẩn chứa. Ta chưa bao giờ gặp được nhau và chỉ yêu nhau qua thế giới ảo. Nhưng sợi tơ hồng mà anh đã thắt đừng cố tìm cách mà tháo cởi. Hãy đứng một chỗ chứ đừng đi đâu, anh sẽ tìm cách để chạy đến. Khoảng cách địa lý chẳng là gì cả, em hãy luôn nhớ đừng vội quên. Thứ duy nhất đôi ta đã làm là yêu hết lòng dù phí sức. Dù biết đôi ta là người tình ảo nhưng vẫn ngon cổ thiếu trí thức. Đâu phải dễ dàng đã có được nhau khi sau màn hình mình không cùng lối. Đã có họ là người gần em dắt lối em về khi trời vùng tối. Khoảng cách yêu xa nó làm cho ta giống như đang đứng bên bờ vực thẳm. Sự cách cọc cằn mỗi khi cãi nhau lại khiến đôi tay em dừng nắm. Hạnh phúc cảm nhận của cả trái tim ta chỉ thể hiện qua dòng lyric. Nhưng hãy cố gắng như vậy nhé em, biết đâu sẽ trở thành kỳ tích. Họ nói yêu xa là không thể chạm hay đến gần nhau nhục một phút. Ừ vậy thì sao, ta vẫn yêu nhau không để em buồn chỉ một chút. Những lúc em có chuyện buồn không thể đến bên rồi an ủi, nhưng vẫn còn đó cuộc gọi video đủ làm cho em bớt buồn rồi. Không thể cùng nhau đi trên phố vắng hay dắt em về khi trời tối, nhưng không vì thế ta lại nặng lòng trái tim luôn hướng về nhau thôi. Ta chỉ cần tin và hiểu nhau, thời gian sẽ trả lời tất cả. Cố gắng giữ mãi tình yêu này nhé, mai sau ta sẽ về một nhà. Ta đã mơ đến ngôi nhà hoa hồng cùng với tiếng cười của lũ trẻ. Anh sẽ giúp em biến thành sự thật chứ không phải mơ nữa em nhé. Hãy đặt cho anh 99%, còn 1% để anh thực hiện. Anh sẽ biến nó trở thành phép màu, hoàn thành một cách thật toàn diện. Thứ duy nhất đôi ta đã làm là yêu hết lòng dù phí sức. Dù biết đôi ta là người tình ảo nhưng vẫn ngon cổ thức trí thức. Đâu phải dễ dàng đã có được nhau khi sau màn hình mình không cùng lối. Đã có họ là người gần em dắt lối em về khi trời vùng tối. Ta chưa bao giờ gặp được nhau và chỉ yêu nhau qua thế giới ảo. Nhưng sợi tơ hồng mà anh đã thắt đừng cố tìm cách mà tháo cởi. Hãy đứng một chỗ chứ đừng đi đâu, anh sẽ tìm cách để chạy đến. Khoảng cách địa lý chẳng là gì cả, em hãy luôn nhớ đừng vội quên.